Ta sẽ bắt đầu đi vào hướng dẫn sử dụng máy. Thì ở đây chúng ta máy in chuyển nhiệt là chúng ta in lên những cái phim để chúng ta ép, đúng không? Ép chuyển qua là xong. Đối với dòng máy này thì hai thằng này hay là những cái dòng máy nhỏ nhỏ A3, A4 ấy, thì đều giống nhau cả. Đều giống nhau cả các bạn ạ. Nếu các bạn mua thì tất nhiên khi mà bán thì người bán họ đã hướng dẫn sử dụng cho bạn rồi. Tuy nhiên thì các bạn có thể biết, cần phải biết trong quá trình bán người ta muốn làm nhanh nhất cái quá trình mua bán, thúc đẩy nhanh cái việc đó. Cho nên là các bạn không thể hiểu rõ và không thể hỏi hết được tất cả mọi thứ. Người ta chỉ đến lắp hoặc là các bạn mua về tự lắp thì cũng những người mới rất là khó để biết được những cái thao tác cơ bản lắm. Đấy, thì mình chỉ hướng dẫn cơ bản đó là nó có một phần mực thải này. Tức là mỗi lần mà nó clean lau chùm cái đầu in ấy, thì nó sẽ thải ra cái lọ mực thải này. Đấy. Và có một cái ống dẫn mực phía ngoài đấy, hoặc là trong tùy đấy. Vào trong thì chúng ta có một cái đầu phun này. Bạn có thể thấy cái đầu phun này khó nhất vẫn là cái này, nhiều bạn không dám mở ra để mà vì giả dụ mà nó những gặp những sự cố về tắc tia hoặc là có bong bóng khí hoặc là một vài sự cố liên quan đến đầu in ấy, thì các bạn có thể hỏi người bán. Tuy nhiên á, khi mà người ta hỏi thì bằng cách thao tác từ xa thì các bạn chỉ cần làm theo thôi. Tuy nhiên nếu mà các bạn chưa bao giờ làm thì cũng rất là khó. Đấy. Rồi các bạn có thể là làm theo những cái hướng dẫn cơ bản để mà đến được, đưa cái đầu phun đến ở giữa này này. Đó, sau đó chúng ta thoải mái chúng ta nâng cái này này để lấy cái hộp mực này ra này các bạn này. Đó. Lấy ra một cách cơ bản thôi. Gỡ hết chốt ra là lấy được thôi, mà gỡ chưa hết thì nó chưa ra được. Đấy, chúng ta cứ thoải mái lấy mà không có sợ nó hư gì cả. Ví dụ ở đây màu vàng này, này nó bị tắc tia rồi, đúng không ạ? Không phải tắc tia mà nó có sủi bong bóng này. Đấy, thì chúng ta lật ngược cái này này, các bạn lật ngược cái này này, bạn găm cái ống tiêm này, găm vào cái đầu này. Về cái đầu này là nó cũng găm trực tiếp vào trong cái đầu in ấy, thì chúng ta đâm thẳng vào rút trong luôn như thế này, và chúng ta rút mực ra. Đấy, chúng ta rút mực ra thôi. Đây là những thao tác cơ bản thôi nhé. Còn phức tạp hơn thì chúng ta sẽ hướng dẫn. Nói chung thợ in họ sẽ sửa hoặc là chúng ta cũng không nhất thiết phải làm. Đó, chúng ta phải hút khi nào cho nó mực nó lên. Tuy nhiên đây là tôi đang ví dụ như thế này thôi. Còn cái máy này á, thì là cái máy mà đang bị hư cái đầu in, đang bị hư đầu in, và tôi không có còn chưa sử dụng, chưa xử lý và sử dụng lại cái máy này. Đấy. Các bạn rút cứ lật ngược thoải mái, rút để làm sao mà mực ở trong cái hộp mực này này, cái khoang mà nó sẽ trực tiếp đưa vào cái máy đầu in ấy, là đầy hoặc là nó một nửa là nó ổn định nhé. Đấy, hút đến khi nào mà bong bóng nó hết thì thôi, chứ còn các bạn để bong bóng là ít bữa này cứ tắc rồi cứ clean miết nó không được nhé. Không nên clean quá nhiều lần. Đấy, còn nếu các bạn clean mà khoảng 2-3 lần mà cũng chưa đủ tia, các bạn để đầu in như vậy đến sáng mai, ngâm cho nó sáng, đến sáng mai các bạn clean thêm lần nữa. Các bạn nhiều bạn clean 5-7-8 lần, 10 lần trong một lúc. Đấy, cái đầu in clean thì nó sẽ bị nóng lên và thậm chí nó nhiều và nó bị thông vách. Đấy, mới thì không, nhưng mà xài một thời gian nó đúng là để gặp đen đủi thì ngay lập tức nó sẽ bị thông vách. Đấy. Còn chúng ta sau khi mà xử lý xong thì chúng ta sẽ tiếp tục là nhấn vào cho nó khớp, các cái khớp này là xong này, không có sợ hư gì cả nhé, không có sợ hư. Và chúng ta sẽ tiếp tục bỏ vào những cái này, bỏ dây mực này vào cho nó cơ bản là như thế ha, không có bị gấp là được. Và chúng ta tiếp tục bấm cho nó chạy. Đấy, còn mà những cái lỗi mà sọc thì lỗi mà ví dụ như các bạn in mà nó cứ hạt chấm hạt chấm mình những cái đường in này này, thì các bạn dùng một cái khăn ướt này, dùng bạn một cái khăn ướt các bạn đặt ở phía dưới cái ở dưới cái dưới như này. Các bạn có thể thấy nói chung ở phía dưới mà cái gầm mà nó đồ bẩn rồi mực thải rồi mực nó ở phía dưới này, các bạn đặt dưới và nó cho cái đời đầu in nó thử in qua in lại nhé, nó sẽ bị giống như cái sợi vải này hoặc là sợi tóc này hoặc là những vết bẩn á, nó sẽ cà đi cà lại vào cái đầu in chúng ta bị như vậy nhé. Đấy, đó là những cái mà cơ bản nó là hay bị thôi. Còn lại những cái chế độ in thì chúng ta có thể test thử nhé. Nhiều khi người bán bây giờ vẫn không biết được cái chế độ nào là hợp lý. Riêng mà ngày trước mà in chuyển nhiệt nhá, tôi có bị một cái lỗi đó là in màu đỏ thì xung quanh màu đỏ nó nhiễm vàng. Đấy, chỉ mỗi trong cái chế độ in chọn giấy đó là những cái loại gì như chọn chế độ global rồi những cái meter rồi classic gì đấy, các bạn thử trong đó đi. Những cái dòng máy mà tôi nói thật, nếu các bạn khi mà mua tôi thấy dạng này người ta hay sử dụng cái chế độ gọi là chỉ gì đó meter gì đấy, nhưng mà khi mà in xong ấy, thì nó cái màu đỏ nó bị lẫn màu vàng, tức là nó ở xung quanh màu đỏ nó cứ bị nhiễm. Và tôi rõ ràng là tôi đã hỏi cái điều này trên cộng đồng, và trước đó có một bạn gì đó chỉ tôi, và tôi sau đó tôi thay đổi cái chế độ đấy, đúng là nó khắc phục ngay lập tức. Tôi nói thật chứ các bạn hỏi kỹ thuật cũng không bao giờ biết được những cái đó. Nó bây giờ kỹ thuật bây giờ cứ là tìm cách đổi lỗi, hoặc là tìm cách mà gì họ nói giảm nói tránh, tức là hỏi ngược lại những câu để mà tránh khỏi những cái ý chúng ta hỏi ấy. Không xử lý được, tôi nói thẳng là không xử lý được. Cho nên là riêng mỗi phần máy in này các bạn nên tìm hiểu kỹ, test thử rất là nhiều lần, và những cái cơ bản là về đầu in này là như thế thôi. Chứ còn nếu mà liên quan đến bánh răng, kéo giấy rồi là nhiều thứ khác thì nó cũng là khá phức tạp. Cái đó thì cái người bán máy sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đấy, rồi là các bạn ví dụ những cái lỗi cơ bản như là nó kết nối không được, hoặc là nó cứ bị in giữa chừng, nó không chạy, nó chạy ra gì đấy, là những cái lỗi nó liên quan đến cái dây này các bạn ơi. Cái dây này cũng rất là quan trọng rồi, chỉ cần mà nó không đảm bảo đầu tiếp, nó không ổn ngay lập tức nó sẽ bị lỗi ngay. Đấy, riêng máy cắt đề can này các bạn, nhiều khi mà cắt giữa chừng nó dừng lại là do nó sự tiếp xúc với các cái điểm này. Đấy, giữa máy cắt kết nối và máy tính nó có vấn đề, chúng ta có thể là cắm ra rút lại, hoặc là bật tắt khởi động lại máy, thì chúng ta sẽ nói thêm sau về những cái đó ha. Nói thêm sau trên cái nhóm Facebook ấy, cái nhóm Facebook mà các bạn sẽ có những cái dòng comment ở dưới, các bạn cứ comment thôi, hỏi thôi nhé, rất là dễ. Đấy. Và đặc biệt là cái máy này các bạn này, cái máy mà nó in mực dầu này, nhưng mà các bạn có thể mua để mà in phim nhé, in bằng cái phim trong luôn để mà chụp khung đấy, chụp khung kéo lụa đấy, thì các bạn có thể in bằng máy này luôn, không cần thiết phải chúng ta phải tận dụng nó hợp lý một cách nhịp nhàng như vậy để mà tận dụng cái máy nhá. Máy đó thì cũng mua cũng rẻ, máy này cũng rẻ thôi, bây giờ nó bán những dòng máy rẻ mà cũng xài tốt. Đấy, đó chúng ta đã qua một cái phần máy quan trọng rồi. Bao nhiêu phút rồi? 6 phút. Phần tiếp theo đó là máy cắt đề can. Máy cắt đề can thì các bạn này, ở trên cái này nó có một cái phần hộp để mà gì bảo vệ những cái này. Tuy nhiên điều đó không quan trọng khi mà chúng ta cái hộp này nó cái này nó cắt qua cắt lại này, cái đầu này nó cắt qua cắt lại này bạn này, cắt qua cắt lại đúng không, thì nó sẽ bị cà, nhiều khi nó bị tù. Hôm bữa tôi bị nó tù cái này này, gãy mất một cái này, mà một cái này là thay là 300.000 nhé các bạn, 300.000 thì các bạn cũng tôi tháo ra luôn chứ nó khỏe, nó không có gì cả. Các bạn chỉ cần là gì tháo cái chốt này ra này là kéo ra, rồi là nếu có bị gãy, hoặc là nếu mà các bạn lâu ngày rồi mà nó bị tình trạng là nó cắt đến giữa chừng mà nó bị không cắt hết được ấy, thì khả năng là nó bị gãy những cái đầu in này, quá lâu nhiều nó gãy nhé, gãy những cái đầu hai bên này này, gãy chỗ nào thì nó sẽ đưa đến là không tới chỗ đấy. Đấy, mà cắt cái trường hợp cắt mà cứ bị lật ngang ngừng, hoặc là in cắt chỗ có chỗ không là đó liên quan cái dây cáp này, này. Đấy, còn ở phần trước này bánh lăn thì các bạn nên đắp thêm cho mình một cái bánh lăn là con lăn thứ 3 này, nó rất là quan trọng khi mà các bạn cắt những cái loại mà thế này gọi là phản quang hay là đề can này, thì các bạn cắt dài như vậy nó không chuẩn xác, nó bị trầy trợt và nó kéo không được vì nó quá mỏng quá mềm. Đấy, cho nên là nó bị sai số, cho nên các bạn lắp thêm một cây này cho mình nhé, cũng đắt lắm đấy, mấy trăm ngàn cả. Các bạn nó đụng những cái đồ này này, về mình sẽ nói các bạn là chúng ta bây giờ hư là vứt thôi, cứ hơi cục nào rất kẽ, chúng ta không phải làm để đơn vị bán máy in họ không xử lý cho bạn những cái đó đâu nhé, chúng ta lắp thêm và hư vứt thế thôi. Còn đối với máy cắt đề can thì nó chỉ có là liên quan đến cái chỗ này, để các bạn cắt những chiếc nhỏ cũng được, các bạn phải điều chỉnh cái này này. Đó, đây là một cái dao cắt cơ bản thôi. Đấy, các bạn nhấn nút này có thể lấy đầu dao cắt ra. Đấy, có một cái đơn giản như thế thôi. Đấy, lâu lâu các bạn bị ở trong này này, ví dụ tôi đã cắt đề can đỏ nó vẫn dính đâu này, các bạn có thể khều nó ra. Đấy là cái cây, là cái kim, cái nhọn nhọn khều nó ra. Đấy, lâu lao xử lý đó. Cái đầu này cũng vậy, nhưng mà nó cắt nhiều quá keo dính đây này, thì các bạn thể vuốt đi, viết cho nó sạch đi và lâu lâu vệ sinh ha. Rồi chúng ta bỏ lại khớp vị trí, và khi các bạn chỉnh cái lưỡi dao này các bạn cũng phải căn chỉnh phù hợp, không phải là cái bán sao là xài vậy đâu. Có bán là được bán xong cái máy là xong rồi đấy. Còn chúng ta phải nghiên cứu nhiều cái, ví dụ cái đầu in cắt hở ra một tí thôi, nếu mà nó hở ra nhiều thì nó cắt sâu quá, hoặc là nó hở. Tất nhiên ngoài cái chế độ chỉnh sâu ở trên máy rồi, sâu cạn ở trên máy và tốc độ in trên máy, thì chúng ta còn phải chỉnh ở trên cái đầu này nữa này, đầu cắt này, nó mà bị dính một cái gì dưới là nó cắt nó không đều các bạn, nó sẽ bị hư mất mấy mét, nó phí đúng không ạ. Đấy, nói chung là vệ sinh đầu này thoải mái tháo ra, còn lại cứ thoải mái thôi, nó không hư, các bạn cứ test thoải mái thôi, test làm sao vừa thôi. Nói chung là vừa thôi thì các bạn sẽ dễ. Ví dụ mà cắt để cắn đỏ này, tôi nói thẳng với nhiều bạn này, cắt cực thì không cắt xong không thể ra đó, không thể gỡ được. Muốn gỡ được thì các bạn cắt vừa đủ thôi, phải điều chỉnh cắt thử sao cho vừa đủ thôi. Nếu như mà nó dày quá thì nó sẽ cắt vào cái phần trắng này này, nếu các bạn gỡ ra nó sẽ gặp nhiều vấn đề cực kỳ luôn, chứ rất nhỏ không gỡ được. Đấy. Còn riêng mà đề can mình tiện đây mình nhắc luôn, nó đề can mình mua đề can dày một chút thì nó sẽ đỡ hơn nhé. Đề can dày hoặc là cái mặt giấy phải dày một tí thì các bạn cắt nó dễ hơn. Còn cái loại mỏng mỏng thì chúng ta căn thật chuẩn thì may ra mới có thể gỡ được. Tiếp theo là cái máy quan trọng không kém, đó là chính là máy ép nhiệt nhé. Ép nhiệt này thì các bạn mình cứ hướng dẫn qua, đó là quan trọng nhất vẫn là lực ép này. Lực ép này thì các bạn tùy máy, ví dụ cái máy bên này thì chỉnh ở cái nấm bên sau, còn cái máy ở bên này thì nó chỉnh cái nấm ở phía trước này. Đấy, bạn lên vào xuống này để nâng cái mâm lên. Đây, thì mình sẽ ép thử cái này nhé. Đó, ép làm sao mà cái lực ép nó vừa nhá. Các bạn phải thử cái test thử trước, nếu không mà ép nó không chặt thì nó sẽ bị lỗi ngay, nhiệt nó không có. Nếu cái máy ép thì quá dễ, mua về là không cần hướng dẫn cũng có thể biết xài. Tuy nhiên thì các bạn có thể xem qua, như cứ nhấn nút thoải mái thôi, nhấn ra rồi chế độ bình thường là xong. Nhấn thử, nó chỉ có công tắc với cái nút điều chỉnh nhiệt độ thôi. Đó, các bạn nhấc lên này. Đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái sản phẩm. Đó. Rồi, hiện tại thì các bạn thấy nó có cái dấu như này đúng không ạ? Chúng ta có thể ép qua nhẹ một lần nữa rồi ép thẳng nhé. Đó. Khi mà cái áo nó ra mà nó còn nóng này phải để cho nó phẳng, nếu mà để cong là nó tạo thành cái hình nó không được đẹp nhé. Ví dụ các bạn bỏ cái góc là nó phồng lên như này này. Đó, ví dụ để cái chỗ như này là nó tạo thành cái dấu tay đó luôn đó. Đó, đó là nói về cái máy thì các bạn có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái phần in chuyển nhiệt sau, bởi vì là chúng ta sẽ hướng dẫn về cái máy lớn này và cả máy nhỏ nữa. Đó là nói về in chuyển nhiệt chúng ta sẽ nói kỹ hơn sau. Còn bây giờ máy ép nó chỉ có thế thôi. Đấy, máy ép một là các bạn phải tìm một cái bộ nguồn nó tốt, đừng có dây nhỏ quá. Thứ hai là các bạn hồi bữa mình có một cái video có hướng dẫn, mình sẽ post các bạn một cái link trong in chuyển nhiệt luôn, đó là cái lưu ý để mà làm sao các bạn điều chỉnh cái có cái cầu chì sau, xong ta nối lại cầu chì với lại làm một cái dây nối mát để mà hạn chế điện giật. Cái này không có lo gì cả, trong cuộc sống chúng ta không lo gì cả, chỉ mối lo cái điện giật thôi. Đó là các bạn phải chú ý cái máy ép này, máy ép là nguy hiểm nhất. Đấy, máy ép là nguy hiểm nhất. Thứ hai, cái ép nguy hiểm thứ hai, đó chính là súng bắn tẩy. Cái súng bắn tẩy là chúng ta tiếp xúc hoàn toàn là bằng sắt thép nhôm hết đúng không ạ? Đấy, đó. Đã thế lại còn tiếp xúc với nước, đó là khi chúng ta bắn thì đấy, môi trường bị ẩm nó sẽ bị dễ bị giật. Hôm bữa tôi bị giật ở cách đây là 5 năm 6 năm, bị giật té luôn rồi. Cái này khi mà tôi nói, tôi cắt ra tôi nói lại, nhưng mà không hiểu sao mà nó bị sai ở cái dây. Tôi đều nói dây đúng màu hết tất cả, nhưng mà tôi không hiểu sao nó lại bị giật. Và giờ chỉ cần chạm, các bạn có thể chạm vào một cái bút thủy điện vào đây là nó thấy nó đỏ luôn các bạn ạ. Rất là nguy hiểm. Cho nên là hai thứ quan trọng nhất là một là máy ép, hai là máy này đều tiếp xúc với sắt thép nhôm cả, mà khi mà bị giật ấy, nó khó có thể mở tay ra được nhé các bạn. Khi mà bị giật nó co rút tay không thể mở ra được. Đó là tôi nói các bạn lưu ý dùm tôi những cái máy nguy hiểm nhất. đó là 4 cái máy mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn thôi. Vì 4 cái máy này đủ chúng ta làm tất cả mọi thứ rồi, đủ rồi các bạn ạ, không cần thiết nhiều hơn. Nhiều chúng ta phải làm cho nhiều dịch vụ. Còn về cơ bản in ấn ở các huyện, các tỉnh ấy, các vùng núi, vùng cao hoặc là ở thành phố như tôi đây, ở thành phố thì tôi vẫn cứ làm được thôi, tôi có nên tham tách cái gì đâu. Cái này các bạn đừng có đòi hỏi quá nhiều nhé, đừng có đòi hỏi quá nhiều. Đấy, chúng ta chỉ tận dụng như thế. Và cái phần này riêng mà phần về máy móc thì chúng ta có thể ghép lại như thế thôi, để chúng ta chuyển qua những cái bài học khác nó kỹ càng hơn. Đó là in chuyển nhiệt này, in test này, rồi là in lụa. Có lẽ phần in lụa tôi sẽ rời lại cuối cùng, bởi vì là phần in lụa quá dài. Nhưng nếu các bạn cứ tải dài video sẽ làm mất lượng người theo dõi và lượng người học sẽ bị chán nản. Đấy, những cái phần khác nhanh thì chúng ta nên đi trước, phần làm chậm chúng ta sẽ đi về sau ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.